Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Nếu anh em ủng hộ mình thì hãy follow mình cũng như là chia sẻ những cái view clip của mình ở trên YouTube. Sau đó thì mình sẽ tạo cho anh em, mình sẽ có thể cái custom mình sẽ giữ nguyên phần thưởng như thế này. Nghe vẻ phần thưởng như này là hợp lý. Nghe vẻ hơi đau thận cho mình mỗi tuần. Không thì lần sau làm đua đi anh, đua. Để anh xem anh làm một trận đua xem như thế nào. Hơi đau thận một tí anh em ạ. Và mình có thể mình sẽ chuyển cái buổi custom này sang buổi trưa chủ nhật để anh em có thời gian rảnh nhiều hơn đấy. Tuần giao lắm mọi người ơi. Tuần giao lắm. Dầu xít. Này, nếu thả 30 triệu mà từ chối đúng không? Đúng rồi, 1.000 đâu. 30 triệu nó không thể đánh đổi được cái niềm đam mê của anh, em hiểu không? Anh thích xào lìn mà... hơn là thích làm game thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà cái đó không là game. Mẹ làm mê game mà anh thích chối có gì nữa. Chuyên nghiệp nó khác với lại xạo lìn. Tuần giao lắm, mời người cứ hụt máu đi. Hụt được bao nhiêu hụt hết. Yeah, cứ cắt xong một buổi tôi phải mất tiền triệu để mua thuốc uống đấy. Đùa. Tiền cắt, tiền giải cho anh em thì ít mà tiền thuốc mua thì nhiều. Đâu xuống chưa? Nó có xuống không? Đây rồi, phía sau. Dưới nhà. Có người em ơi. Anh có. Anh nghe tiếng. Có tiếng nói chuyện nhá. Để mic ồn nói chuyện. Hay quá. Có tiếng ok kìa. Không, nó vẫn đang ngồi nói chuyện nhau này. Cẩn thận đấy. Anh em thấy bộ màu vàng mình nó có hợp với cái màu của Masama không? Hợp luôn. Thảo nào hôm qua lầu nổi cái bộ đồ này. cái mũ đội anh cũng màu vàng luôn. Màu cam thì đúng không? Hay quá, xong rồi. Cẩn thận. Còn không? Dạ, hết rồi. Em biết. Ui, ngươi. Ui, chết mẹ. Có tiếng không? Ở đâu? Không phải, em ý là em tưởng em giết thằng boss nhưng nó phải ra em giết thằng cơ. Ơi. Có tiếng gì luôn. Đây, anh đang đến đây. À. Tiếng mic của Toxic đậu phộng. Tiếng mic hình như mê vừa thôi. Tiếng mic của Toxic có tiếng con trai đúng không? Tiếng đàn ông đứng dạ, tuổi ấy. Em của em đang nói chuyện. Đấy, anh biết ngay mà. Đây, anh đến, anh đấy. Đây. Mua anh đèo không? Ui, MK. Anh có X8 rồi. Alo, em có flan. Ok, em đáp, em bắn luôn đi. Đừng bắn lên nóc nhà như trận đấu đầu tiên em bắn nhá. Buồn ghế ạ. À. Thanh niên. Nhìn cái phở le gần. Đầy tiếc lưới. Đi. Có băng kích đạn AR này, ai lấy không? Em lấy. Okay. Đừng có chó thằng. Anh có 2 cái lận không? Còn đâu? Em lấy hết cả 2 cái. Đủ. Có 2 cái rồi. Nên chó tăng cao rồi đi. Trận này bắn M4X4 với cả M24X8. Hấp lý. Này, ra nhìn bộ đồ anh có giống tắc kè ở Masama không? Thấy rồi, hôm qua em nói em xem em không, nhưng mà
hôm nay anh mới tậu được cái mũ mũ màu cam luôn. Đưa đây, đưa đây. Ga. Này 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 này. Ra bé của chị. Đưa đây. Ơ. Ơ. Đây đây đây, đất bảy này, ai lấy đất bảy không này? Không, anh đủ rồi. Đất bảy này. Có ai có đèn xanh đó. Đúng rồi, cần đèn xanh thôi. Thính kia, thính kia. Đèn xanh anh cũng có rồi. Thèm. Ôi, chào anh em nhá, nhớ follow tôi nhá. Ờ, bà cũng tính bên đây là thôi chị. Ơ, ôi quên. Thôi chào mọi người nhắc đó, chị vô sang mặt tính. Ok, ok, chào Lâm TH nhá. Quên anh cầm cầm hỏi chứ. Anh có đồ rồi, anh không nhặt đâu. Cứ bắt anh nhặt đi, là sao? Cháu ga, nhặt. Thôi em ngại lắm chị ơi. Thôi được rồi, đứa nào cũng ngại chị, để anh. Vô tới bên đi. Ô ô. Có cái gì anh? Goloza này em này. Ui, trời ơi, trời. Goloza với ốp này, anh dư một khẩu M24 này. Dư một khẩu M24 này. Đây, gọi lại là. Ga ơi, chị đóng ga ra đi, chị đóng đèn nè. Đóng ga cho chị. Đi đi thôi, không cần. Không thèm. Đến đi nhanh lên nào. Ờ, Gloza có cả Silent chưa? Tội bắn mà không gọi này. Tội bắn mà không gọi này. Có giảm thanh kìa. Xong rồi mình vào trong ấy. Có con Ben không? Con Ben ạ. Có con bé cho AR không? Con bé đang đỡ lấy rồi. Con bé AR gà lấy rồi à? Gà lấy rồi. Này, bắn Silent đi gà. Để anh con bé cho. Trời ơi là trời. Ờ đúng rồi, lào bắn X4 em. Kéo lào cái bot nhiều lắm. Ôi, cần lào gì bot. Lào bắn X4 á. Cho lào cái con bé. Con bé anh bắn thích hơn. Anh lắp mấy cái Silent vào trong mấy khẩu súng AR bắn đạn nó cảm giác nó yếu yếu đi. Không thích. Nó mạnh thêm nhưng mà nó chật. Cũng luôn anh ạ, không bắn được. Anh bắn cảm giác đạn nó bay nó chậm hơn. Ôi, lúc này mới bứt một đống đạn giang ở đây. Có ai lấy không? Chào tất cả anh em nhá. Hello. Để em bắn đã nhá. Ê, nhìn xem có con xe nào đẹp đẹp không để đổi đi. Xe mình nát quá rồi. À kìa. Có con xe mới đây à? Hết xăng luôn kìa anh. Đây. Vật là xe chở lợn. Đây là xe bít, xe chở lợn đâu mà. Xe chở lợn phải là xe bán tải chứ. Xe chở lợn hết mấy con xe lợn. Nào để xem mấy bạn trẻ đi từ Pegado ra không biết các bạn nấp ở đâu rồi. Trên chỗ anh có cái team ấy, anh? Hả? Team ở trên cái chỗ follow anh có bây giờ nó hiện cái team. À đấy hình như là fan hay sao ấy, sẽ có được nếu ai follow thành fan thì sẽ được hưởng cái gì ấy, sẽ được cái tên. Follow không được à? Ê, kìa, bắn. Ok. Ôi anh ăn hết à? Anh ăn được hết kìa. Ngon quá. Yếu hết rồi. Ờ, anh sấy được 3 thằng xong rồi nổ xe một thằng nữa. Anh sấy toàn headshot đây. Không cần bật tâm ngắm luôn. Xem nó có giáp không. Giáp anh nát bét nhè ra rồi. Nếu mà thằng này mà tổng đàn em thì cũng có giáp rồi. Ừ, giáp nhiều lắm. Silent Sniper này, ngon đấy nhỉ. Mũ ba nhiều lắm này. Nhặt đi. Ok, ngon quá. Tự nhiên lại có một bạn gọi là húng liều, sấy lổ cả team luôn. Nào lấy con xe mới này, đi nào. Ui còn nhiều người Việt lắm luôn này. Bác này nhiều người Việt phết. Lên xe nào các bé bè ơi. Có gan nhập nhố. Lên. Tôi tâm tư ra.
Cửa lô ra chưa xấy được ai á. Ơ, mình đang ở giữa bo rồi, mình đi đâu giờ? Đi kiếm bọn nó nhá. Căn bản con xe buýt của mình nó cũng... Ăn cáo. Kỹ. Ăn cáo trong... Em lo đâu ra cái lo khi vượt rồi bên. Ờ. Thôi, lên hàng đi em. Em. Rồi bây giờ. Ai lại chơi nào, chuẩn bị này, chuẩn bị này, chuẩn bị này. Đâm vào đây là bắn luôn này. Có người không? Xách đi. Em nghĩ là không có. Anh nghĩ những khu này thường thường sẽ phải có chứ nhỉ? Không có thật này. Ủa? Ảo nhá. Ờ, mình ra mình đứng mép bo, mình chặn bọn này đi. Đây, anh đang đi luồn luồn ở mép bo đây. Đây. Em nghĩ đây này, anh đây này, chỗ em thích này. Có cái đường to lắm. Với lại không to nữa. Đâu, cái đường nào? Thính kìa. Đây, qua nè, qua nè. Thằng gà có cái ghệ, có ghệ tên là Thảo nha mọi người. Chết 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 chết. Ờ, phải là tù hả? Ai bảo gà? Tù. Trên kìa. Tù. Tù. Thảo đâu mà Thảo. Tù. Là yêu xa hả em? Anh làm gì có phốt gì? Trời ơi. Phốt của Tuấn là cộng đồng mạng biến hết rồi. Phốt của Tuấn là từ cộng đồng mạng đi ra đấy. Tan mồm từ cộng đồng mạng này. Này, anh nói đi, không có lửa nên làm đang có khói. Nhưng thật sự là làm gì có lửa? Tự nhiên anh em hun khói lên đấy chứ. Làm gì có lửa? Rõ ràng là phải có lửa đó rồi mình có khói. Chả có lửa đâu cả. Chả thấy ma nào cả. Thính kìa, qua thính đi. Đổi cái xe không đổi à? Đổi chi, vẫn nhiều mà. Xin Facebook toxic á, đơn giản mà Facebook toxic là... 500.000 500.000 một đường link. Ê, chạy kìa, nhìn nào. Bắn. Đấy đó, anh. Đây mà. Sau lưng không biết. Sao thỉnh con hai thằng, con một thằng. Ok. Thằng ở nhà này chết chưa? Chưa. Anh bắn thế mà nó không chết nhỉ? Ảo quá. Bọn em giải quyết thằng trên đấy nhá. Để anh giải quyết thằng ở dưới này. Chết chưa? Không đâu, chết rồi. Hay lắm. Bắn linh tinh này. Lìa nhá. Em lại không ăn được kêu nào. Đùa. Em hỗ trợ nhiều phút. Ui. Ow. Thiếu anh ơi. Ok. Hay quá. Bơm máu lên đi mấy đứa. Nóc 1, nóc 2 nha anh. Ok. Anh không thấy bọn nó khuất tầm nhìn. Khuất tầm nhìn của anh rồi. Enemies ahead. Khói đấy, chỗ khói nè. Anh nhìn rồi. Lủng đâu? Đẩy lên anh em, đẩy lên. Xong. Dám định gọi là dở trò đảo như Giang Lạc với Tuấn à? Không biết Tuấn gọi là bạn của Công Phượng à?
đảo mù mắt luôn. Đảo linh nữa đó. Ba thằng. Ồ, năm lắm. Năm vẫn còn cơ. Ở trong nhà hay ở đâu? Một viên ý mày chạy. Ở đâu? Ngoài đường. À rồi. Nó chạy xuống dưới rồi, đâu nữa? Đúng rồi. Ý em bắt. Nút đồ đi này. Em nhiều đồ. Em chết á. Rồi. Ở đây rồi. À cứu được. Thằng khác bắt đi. Giờ sao cứu? Không cứu được đâu. Đùa. Lia rồi anh. Lia rồi. Nó bắn đầu ấy em ạ. Con không, con anh. Chết cả hai rồi mà, final luôn, hai thằng. Anh giết cả hai thằng hả? Ừ, anh giết cả hai rồi. Mỗi thằng một viên ốp. Một thằng phía khu nhà anh giết chứ. Thằng khu nhà chưa? Dạ. Từ từ đã, cái góc anh nó hơi xấu. Em định bắt thằng phía khu nhà ấy. Khu nhà chắc chết rồi hay sao ấy, nó vòng ra nó cứu thằng bạn nó ở chỗ thùng rác hay sao ấy. Hết rồi. Không còn. Quay ra phía đằng sau đi em. Thôi mình lút sang gì đó anh. Đủ, xa lắm. Lút sao? Không, xa cũng phải lút anh ạ. Cũng phải lút một cái như thế rồi mình về. Lại thì lút này. Thấy chưa, em nói đó. Cái thằng em bắt đó. Vậy thì còn bạn nó nữa. Có thể. Kia. Một viên nữa. Trời ơi. Vậy cá kia. À vậy ổ kia. Thôi thề luôn, mình chết cũng không bắn ít cháu này. Sao thế? Chạy chạy ga cho anh. Anh nghĩ nó chỉ còn bọn ở trong khu nhà thôi em ạ. Còn 5 thằng nữa. 3. Ờ, còn 3. Mấy bộ đồ gọi là tàng hình trong khu vực Mirama mà cuối cùng bị bắn thấy mẹ này. Em ơi, đi lên trên đỉnh em ơi. Đừng đi xuống chỗ trũng ấy. Tí mình bị bắn là mình không chạy đâu. Ok, em lấy đi. Đó. Được rồi. Nhà hướng 275, cái nhà thủng lốc. Bắt đầu chạy ra ngoài rồi. Cẩn thận nhá. Quả đấy sao lại không trúng nhỉ? Vô lý vậy. Này nó bắn em, anh bắn nó này, em lên đồ cam. Khó lắm, nó đứng ở sau ở chỗ anh lại khuất. Kìa, nó bắt đầu di chuyển rồi kìa. Nó đến cái nhà giống kiểu gara ấy. Anh ơi, phán kêu anh bắn ộp lên tay kìa. Ờ. Bắn vẫn gà lắm anh em. Sniper mình bắn kém lắm. Vậy đó là ngọt. Anh vẫn chưa thấy. Em cứ bắn đi, em bắn được, em bắn. Anh nhìn xung quanh nhá. Cẩn thận nó móc. Em ra đâu, chắc cho tao cho anh đây. Ok. Ô, thằng kia nó không chạy à? Nó trong vòng mà. Ở đâu nó ngoài vòng? Anh ơi, mời khém trong anh. Rồi, sao? Ừ, đúng rồi. Có thể chết. Định canh cái góc đấy. Thằng nào luôn đấy. Là sao? Ăn mấy thằng luôn. Sau này có khói anh ơi. Ok, anh qua liền. Cẩn thận em ơi. Hay quá. Chết luôn à? Thế thì chỉ còn. Ui, mù mắt quá. Anh nghĩ là chỉ còn một thằng lảng vảng quanh anh thôi. Ui, bắn mù mắt thế. Em có nghĩ nó lảng vảng quanh anh không? Đây rồi, anh nhìn nó. Còn một thằng đỏ nữa trên máy. Còn một thằng này đó thôi em ơi, hòn đá hướng 85. Bạn ơi, bạn chạy đi đâu? Đây này. Anh chào đi.
Thôi kệ nó thôi, kệ nó thôi. Lúc chiều ra đói đập chảo một thằng. Không biên diệt chết. Hay thế nhở? Hay lắm em. Hay da. Hay quá. Một trận bắn ốp lên đầu anh em ạ. À.